Hôm nay 1 tháng 5, tại Trung tâm Điều hành Khách sạn Tổng Hành Dinh Đại hội đã diễn ra hội nghị khẳng định SEA Games 31. Hội nghị nhằm thống nhất và khẳng định với trường đoàn thể thao, Ủy ban Olympic các nước Đông Nam Á, mọi thông tin liên quan về công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 bao gồm địa điểm thi đấu, số lượng vận động viên, cán bộ, đăng ký thi đấu, chương trình, nội dung thi đấu, ăn ở, giao thông, xe ô tô, hậu cần, an ninh, lễ tân, y tế và kiểm tra doping, thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, các nghi lễ tại đại hội, tình nguyện viên. Hội nghị được tổ chức theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến để phù hợp với các nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 hoặc không có chuyến bay quốc tế để tham dự họp trực tiếp. Trong ngày hôm nay, Trung tâm điều hành SEA Games 31 đã làm việc với Đoàn thể thao Singapore và Đoàn thể thao Malaysia. Hội nghị sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 6 tháng 5.